Sáng ngày 29 tháng 7, lễ trao thưởng đợt 1 chương trình khuyến mãi gửi tiền quẹt thẻ sống khỏe mỗi ngày đã được tổ chức tại Vietinbank Hoàng Mai. Khách hàng Bùi Duy Thái đã may mắn trúng giải đặc biệt là ghế massage cao cấp trị giá 127 triệu đồng. Tham dự lễ trao thưởng có bà Đặng Thị Tuyết Minh, Phó Giám đốc khối bán lẻ Vietinbank, bà Đỗ Thị Bích Mai, Giám đốc Vietinbank Hoàng Mai, bà lãnh đạo Vietinbank Hoàng Mai cùng khách hàng trúng thưởng trong chương trình. Phát biểu tại buổi lễ trao giải, bà Đặng Thị Tuyết Minh, Phó Giám đốc khối bán lẻ Vietinbank cho biết, chương trình khuyến mãi gửi tiền quẹt thẻ sống khỏe mỗi ngày được triển khai với các cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn và ý nghĩa. Thông qua chương trình khuyến mãi này, Vietinbank mong muốn tri ân tới quý khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng Vietinbank trong suốt thời gian qua. Cũng tại lễ trao giải, bà Đỗ Thị Bích Mai, Giám đốc Vietinbank Hoàng Mai đã gửi lời chúc mừng tới khách hàng Bùi Duy Thái đã may mắn trúng thưởng. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia các chương trình khuyến mãi của khách hàng trong thời gian tới. Dự thì em rất là vui khi được biết tin là mình được trúng giải thưởng này. Em đến với cả Vietinbank cũng là sự tin tưởng của em đối với ngân hàng. Em sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm của bên mình và em sẽ giới thiệu đến các bạn bè, gia đình và các người bạn của em. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.